sao tôi gặp cô gái này mà anh biết vậy? Thì tại anh biểu tôi điện thoại tới nhắc nhở anh mà. Anh còn nói là nếu như cô gái đó không chết thì cô ta sẽ là người thay đổi cuộc đời của anh đó. Anh quên sao? Quay! Quay! Em biết là anh yêu em đó mà. Bây giờ nói cái gì em cũng không biết. Em phải giết ta. Cô quan công đây ai dám làm mẫu? Tối mai lúc trăng lên giữa trời, nếu các người chưa kiếm được đại ca và tam đệ của ta thì chúng ta sẽ chết chung với nhau. Nguyên thần xuất khoản. Nếu tôi đoán không sai thì em là nguyên thần của quan công. Không biết tại sao lại tới không gian này và nhập vào thân của Trần Cường. Trong lịch sử ông đã chết rồi, bị Tôn Quyền giết chết đó. Đồng sự đỡ phan. Shit. Quân sư, chỉ cần kiếm được quan công như vậy không chết cả đám hả? Dạ tốt quá, thì ra mọi người đều ở đây. Lẹo được. Đã nói có chuyện muốn nói Tôn Quyền mà. Là có chuyện nói nữa hả? Tại sao mỗi lần cũng không có phần của tôi vậy chứ? Ai da, cái đám côn đồ này á, bộ coi ta là ở đợi hay sao chứ? Đại ca. Hi. Hey, how is going? Lúc ở trong bệnh viện cô đã nói với tôi, cô nói là cô sống trên thế gian này cô không được vui vẻ. Tôi muốn thử sức nguyên thần trở về thời đại của tôi thôi. Nhưng mà phải nói rõ nhờ, em không ở dưới lầu đâu. Em muốn đêm nào cũng ôm anh ngủ. Tôi khác với anh mà, quan hệ với tôi với cổ đâu có giống như anh. Tôi quen cổ lâu hơn anh, có gì mà chưa thấy hoài chứ. Không đúng như vậy thì không có trả tiền đâu nha. Anh nói thích đâu có nghĩa là anh yêu vú bự đâu chứ. Anh đang yêu em đó mà. Vậy anh yêu em tức là thích em rồi. Bây giờ muốn quyến rũ tôi phải không? Phụ nữ thì rất là đơn giản thôi. Đừng để cho có thì giờ rảnh đó là được rồi. Yeah. Thì anh phải đi kiếm tiền về để nuôi em đó. Không cần đâu. Em chỉ nói dĩa hát của em bán rất chạy, dù què tay què chân hết cũng không có sợ. Em đóng phim nào vậy? Em hứa đóng một phim đóng nữ vai chánh đó. Em lớn gan gì hả? Vậy tên gọi là gì? Lâm Tử Tường. Không được, tôi có thấy diện mạo của anh là đã có thấy mùi vị của đàn ông rồi. Có rảnh thì lên nhà của tôi chơi. Được. Nhưng mà tôi không đeo mặt nạ đâu. Chị Phương. Chị Phương. Hôn một cái. Hôn một cái. Tôi nghĩ lát nữa quay phim tôi hôn với Vinh thì cần phải đóng cho nhập vai mới được. Ủa? Cô Vinh không phải là bạn trai của tôi, là bạn gái của tôi đó. Cô là bạn gái của tôi. Nằm mơ không? Có phải tôi nằm mơ không? Vậy là ok. Thiệt sao? Quay trái. Tay phải. Superman. Như Phi Phi này là giả.
Chú ba tôi đồng ý với người đàn bà này đoạt gia tài của ba tôi. Có cần giúp phụ không? Thôi khỏi, chú dư sức mà. Ờ, vậy cháu ra giúp tôi phụ nha. Ờ, được, được, giải được, được. Lá sâm này. Ờ, sâm tốt đó nha. Tôi phụ, mọi việc đã sắp xếp sẵn rồi. Ừ, tốt lắm. Ê, hay quá, hay quá. Trở lên, Hay nè. Ê, múa lần rồi coi hay thiệt chứ. Ê anh bạn, hôm nay làm gì náo nhiệt quá vậy? Ê, cho sư phụ đại áo kìa. Sư phụ của ông chính là Lý Tiểu Long đó. Vậy hả? Phải. Cảm ơn nha. Xin hỏi ông có phải là Châu Phi Hùng sư phụ không vậy? Phải, có gì chỉ dạy. À, chúng tôi là hãng phim CNN, muốn phỏng vấn ông đồng thời muốn quay vài đoạn liên quan tới công phu giữa công của ông có được không vậy? Được mà. Để tôi biểu thằng Long tới đây biểu diễn vài chiêu Trung Quốc cho mấy thằng Tây nó coi. Hay quá, cảm ơn. Mau, biểu thằng Long tới đây. Dạ, sư phụ. Tụi Tây nó đang phỏng vấn kìa. Hay đó. Mời đi, bay cao lên. Sư huynh à, sư phụ gọi anh kìa. Vậy à? Tối ngày chỉ lo chơi không chịu giúp cái gì hết. Nè, thả giùm anh đi, thả giùm mình nha. Mau lên. Đi. Ê, em ơi, em ơi. Ba, chuyện gì? Ừ, con với con Mau biểu diễn vài chiêu công phu nhà ta cho mấy thằng Tây nó coi chơi. Dạ, sư phụ. Dạ. Áo lên. Chiếu lên TV đó.